Vì sao cố vấn Lê Đức Thọ không nhận giải Nobel Hòa bình? Tháng 8 năm 1973, Ủy ban giải Nobel Hòa bình Na Uy đã công bố danh tính hai cá nhân là Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và nhà ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam, cố vấn Lê Đức Thọ, được họ chọn tặng trao giải thưởng chung Nobel Hòa bình vì những nỗ lực trong quá trình đàm phán đi đến Hiệp định Paris về Việt Nam ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 để kết thúc cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Nhưng chỉ có Henry Kissinger hoan hỉ bước lên nhận giải thưởng, dù sau đó đã bị Sở thuế Hoa Kỳ đánh thuế mất tới 65.000 đô la. Còn nhà cách mạng tài năng lỗi lạc của Việt Nam, cố vấn Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải thưởng với lý do hòa bình vẫn chưa lập lại ở Việt Nam. Và Hiệp định Paris năm 1973 tiếp tục bị vi phạm bởi chính quyền Mỹ và tay sai miền Nam Việt Nam với lý do từ chối, hòa bình thực sự vẫn chưa được lập lại và tôi làm vì dân tộc của tôi. Một lần nữa cả thế giới lại ngả mũ trước tài năng, đức tính của nhà ngoại giao Việt Nam. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên hãng tin UPI Mỹ Sinvana Foa vào ngày 15 tháng 3 năm 1985, cố vấn Lê Đức Thọ nói: "Bây giờ, nói về giải thưởng Nobel, chúng tôi biết giải thưởng Nobel là một giải thưởng lớn với thế giới, từ xưa đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhưng tại sao tôi không nhận? Tôi không phải có khó khăn như bà nói đâu. Chỉ một điều là ai làm cho hòa bình? Bà biết rằng đây là giải thưởng Nobel cho hòa bình. Mỹ tiến hành xâm lược đất nước tôi 20 năm, người chống Mỹ và làm cho Mỹ thất bại, giành độc lập đưa hòa bình cho đất nước và cho cả khu vực này là chúng tôi, người làm hòa bình là chúng tôi chứ không phải Mỹ. Trong thư gửi Ủy ban giải Nobel, tôi đã phân tích kỹ Mỹ tiến hành chiến tranh như thế nào, nhưng Ủy ban giải đã đặt ngang kẻ xâm lược với người bị xâm lược, kẻ gây chiến tranh và người làm hòa bình, coi chúng tôi cũng như Mỹ, điều đó là sai lầm và tôi không thể chấp nhận như vậy, vì vậy tôi đã không nhận giải thưởng Nobel." Đây cũng là một trong những giải Nobel gây tranh cãi. Những người phản đối chiến tranh Mỹ gây ra ở Việt Nam đã phản đối việc trao giải cho ông Kissinger vì cho rằng ông Kissinger có vai trò quan trọng trong cuộc chiến đó. Hai thành viên của Ủy ban Nobel Na Uy đã từ chức để phản đối việc trao giải này. Mặc dù cố vấn Lê Đức Thọ từ chối nhận giải thưởng, nhưng lịch sử giải Nobel vẫn ghi nhận ông là người đầu tiên ở châu Á đạt giải Nobel Hòa bình bởi những nỗ lực của ông. Và người Việt chúng ta có quyền tự hào khi nhắc đến tên ông. Ông là người Việt Nam duy nhất được vinh danh ở giải thưởng này.